ôm anh và nhắc anh bao điều. Em thích hoa hồng và mùa đông, được anh ôm phía sau lưng. Em nói bên anh qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vậy giờ ai là người cho em yên bình? Em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành. Xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh quen hết bao năm. Đi bên em anh thật không thể làm được. Người mình thương giờ chẳng nhớ tên quen thuộc. Vậy giờ ai là người cho